Cửa hàng Casa.com tức bậc 2 chương giảm giá mọi dịch vụ trên shop. Nạp từ 20k có thể nhận được 999 quân huy, mini game, vòng quay, phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Nick giá rẻ 100% trắng thông tin. Truy cập ngay vào cửa hàng Casa.com để mua ủng hộ mình nhá. Ấn đăng ký rồi ấn vào cái chuông chọn tất cả dùm tôi nha. Cúp si sa của mình đẳng cấp không? Thì hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách, đó chính là phích liên tiếp 10 mạng nha anh em. Tại sao mình phích liên tiếp 10 mạng? Tại vì mình thích anh em. Thì đây, mình ăn xong cái đằng lính, mình phích cái mạng đầu tiên nha. Cái anh Yata này có vẻ láo nhỉ. Thì mình bựa vào cái đầu đó luôn anh em. Một cầu, hai cầu và ba cầu vào cái đầu. Thế là Yata có bầu. Và đây là cái mạng thứ hai mà mình phích. Và sau đó nữa là mình phích cái mạng thứ ba. Mình ghét cái con Yata, mình bựa vào cái đầu đó luôn anh em. Và tiếp đó nữa là mạng thứ tư thì mình lên mid mình phích, nhưng mà chả có thằng nào cả nên mình quyết định mình xuống dưới mình phích nha. Cái thằng này mày dám quýnh ai dạ, mày một cầu, hai cầu, hai ba cầu vào cái đầu, và thế là set down mình lên mình phích. Và cái thằng này cái phích mà nó cũng không cho nữa nè, mình vô trụ mình chấp mạng mà nó còn không cho, nó còn đẩy mình ra nữa anh em, nệ thật luôn á. Không có cái gì thay đổi. Thì đây là mạng thứ năm, đây là mạng thứ sáu, và team mình vẫn chưa có cái phản ứng nào cả. Và đây là mạng thứ bảy, và sau khi mình phích cái mạng thứ bảy thì team mình cũng đã phản ứng rồi anh em. À, team mình bảo đánh như cái vậy mày rồng không ganh. Trời ơi, người ta đi phích thì sao mà người ta ganh, còn ganh cho ta này nữa. Người ta đã chấp rồi, ta đã chấp rồi, còn mít đánh đi bạn rồi. Thằng ta ra nó chửi mình là thằng búp bận. Trời ơi là trời, mình có làm gì đâu, mình chỉ làm cho game khó một xíu thôi mà. Khó quá thì mình lên mình phích thêm một mạng nữa. Anh ta ra chạy đi, anh ta ra ơi, mình phích là được rồi. Và sau đó mình lên đường trên mình phích nha. Nhưng pha này mình vẫn sẽ thủ chỗ nha. Mình bảo mình phích nhưng mà mình đâu có bảo là mình không thủ chỗ đâu. Và pha này mình thừa sức ăn được. Và đây là cái mạng thứ 10 mà mình phích. Tại vì sao mình không phích này? Tại vì mình sợ mình chỉ mình này xong anh em là cái trận đấu nó kéo dài, nó lâu anh em xem chán, mình đứng im thôi cho nó xử lý luôn anh em. Và ok, đủ 10 mạng nha. Và đến với cái pha giao tranh đầu tiên sau khi mình phích 10 mạng thì team mình đang liên tục quấn lộn ở trên. Mình lên mình làm mày ta ra bựa vào cái đầu gian gian lên bằng điểm số. Do thì đang cấm đầu cấm cổ chạy, mình chả làm được cái quần què gì. Mình được nạp VIP rồi anh em ơi. Aya lên đầu sức mạnh nhân ba. Thằng này mày chạy đi đâu, mày chạy vào cái bàn tay của đi rắc chung cô à. Và chỉ không lâu sau đó mình nhìn vào cái mini map, mình phát hiện là thằng John đang ở dưới đây. Mình thiên họa trận, mình tóc biến vào combo hụt mất tiêu rồi. Nhưng mà có thằng Aya trên đầu, mình vẫn đánh được anh em. Mà mình bựa vào cái đầu thằng John, và team của nó đang liên tục bựa vào cái đầu của mình. Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống trời. Ơi em xuống trời chơi mấy anh ơi, mấy anh tha cho em đi. Anh một cầu hai cầu nè mày. Anh thơ chạy lẹ, anh thơ lên bàn điểm số giờ anh thơ. Trời ơi, em đang ung dung trên trời đánh em làm cái gì không biết nữa. Rồi mấy anh tiểu lên bàn điểm số luôn, mấy anh ác vừa thôi. Và ở cái pha này sau khi team bạn ăn được con Sisa, team bạn đang liên tục ép vào cái mic của team mình. À, Tara mở cái bát nha anh em, nhưng mà không được cái gì cả. Mình mở cái bát luôn nha em, mình tóc biến lên thiên hòa trận, mình bựa hai cầu vào cái đầu, và thế là do lên bàn điểm số. Giang ra Giang bựa vào cái đầu mình, trời ơi, cứu mình với, alo alo. Đừng có biết em là hiền quá. Xem full tại YouTube đi rắc chung go. Welcome to Arena of Valor. Hey, I don't care what Misha say. I don't even look their way. Hey, I don't care what Misha say. I don't
mình hỏi là ác mộng cho Liên Quân là gì ấy, tất nhiên là các anh em danh thấp sẽ bảo là con Ngộ Không, con Zeta hoặc là con Azu. Còn những anh em danh cao trả lời tất nhiên là con Aoi này rồi. Vì sao á? Các bạn cứ thử tưởng tượng nhé, các bạn đánh AD, các bạn đi farm, các bạn nhìn thấy con Aoi và các bạn chết. Thứ đấy đúng là ác mộng các bạn. Mình đánh danh đầu mùa, mình đánh con cáp cho khách. Các bạn phải hiểu là đi ba, thằng bạn mình nó thấy team không cấm con Aoi, nó chửi nó cáu rồi đấy. Và mình thấy là team nó pick con Aoi, mình nhanh chóng đổi trang bị. Bình thường với muốn cáp thì nó sẽ lên giày kiên cường và vút hung tàn đúng không? Nhưng mà mình phải lên giày hộ vệ và song đao bão táp, kèm theo là đổi phù hiệu luôn cái thánh thuẫn nữa. Và các bạn nghĩ là có thể sống sót được sao? Không, nó đu, nó cho một long chảo long diệt ngất luôn, support không kịp bảo kê. Con mắm này nó gọi là ác mộng của tất cả các AD đấy các bạn ạ. Các bạn nghe đây thì các bạn sẽ bảo là mình và thằng support nó gà. Các bạn cứ lên bảng xếp hạng number ấy, Aku nó ôm top 1 được 2 tháng rồi, đánh chay nhá và mở lịch sử đấu. Nay nó chán nó tụt top 4. Còn mình thì đây, top cap Việt Nam và đầu mùa. Mình không muốn khoe khoang gì nhưng mà đây chỉ là cái dẫn chứng cho sự đáng sợ của con Aoi thôi. Nó thái tử
Có thể anh em chưa biết, Aoi là vị tướng đầu tiên hội tụ đủ các yếu tố để có thể tranh giành danh hiệu vị tướng cơ động nhất liên quân với Lacrosse. Và sau đây sẽ là 3 điều bạn cần biết để trở thành best Aoi. Điều đầu tiên bạn cần biết để trở thành một best Aoi đó chính là cứ tập đu 1 giây cho thành thạo đi đã. Đừng có đu 2 giây hay 3 giây để tạo đột biến giống như trên TikTok làm gì cả. Đu 1 giây thôi, quan trọng là trúng đích. Và điều thứ hai anh em cần biết đó chính là Aoi là một vị tướng có rất nhiều chiêu định hướng, yêu cầu độ chính xác cao. Vì vậy, máy của anh em phải mượt, tốc độ xử lý của anh em phải nhanh như một cơn gió, mạnh mẽ dứt khoát như một cơn lốc, đặc biệt là lốc cleaner, một ứng dụng diệt virus và dọn rác cực kỳ tốt và hiệu quả trên điện thoại. Ngoài ra còn có tính năng tăng tốc game, hỗ trợ anh em chơi game một cách mượt mà với tốc độ cực kỳ cao. Và điều cuối cùng anh em cần biết đó chính là với lượng sát thương lớn và chiêu cuối không bị chọn làm mục tiêu, anh em hãy cứ tự tin đu thẳng vào trong trụ kết liễu tương địch, đảm bảo với anh em chắc chắn có thằng chết. Còn thằng